có bầu thì em không biết, mà sếp em là người biết. Sếp em có em bé ở giờ sao rồi, mẹ kêu là cưới. Em ngỡ ngàng luôn, tại vì tiệc cưới hay bất cứ cái gì là mẹ chồng em là người lo hết. Đứng trên sân khấu em vẫn chưa nghĩ em lấy chồng. Em vẫn chưa nghĩ. Mặc dù em đã có bầu rồi vẫn chưa em nghĩ em lấy chồng. Mà 12 giờ ấy, tự dưng em thấy chìm xuống. Mắt em hoa đi, bác sĩ lên tim thay mất. Lúc có lúc mất, bác sĩ nói với em là bây giờ phải mổ cấp cứu. Lúc mà em đưa điện thoại cho chị em với cả chồng em thì thấy đi nhắn chồng em: vợ ơi, cố em nhé, xanh xăm anh cho 100 triệu shopping. Tính liền. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với mẹ điểm tựa. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Apetito Bimbi, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu, giúp trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa cũng như là hấp thu dưỡng chất từ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Em tên là Hà Trang, năm nay em 28 tuổi. Em đang là mẹ của bé 13 tháng tuổi ạ. Công việc hiện tại của em? Công việc hiện tại của em là kinh doanh tại nhà. Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình mang thai như thế nào nè? Có bầu thì em không biết, mà sếp em là người biết. Sếp em? Sếp nam hay sếp nữ? Sếp em giới tính thứ ba. Đó, hãy nên có một đứa bạn đồng hành trong đời là đứa thuộc giới tính thứ ba. Dễ thương lắm, nhạy cảm nữa. Đúng rồi đó. Sếp em hỏi là: ủa cha, sao giờ này mày ăn đồ chua, đồ mặn không vậy? Cắp xoài rồi phải chấm mắm ruốc, chứ không phải là chấm mắm mặn này kia đâu. Thì sếp mới kêu là: về thử đi nha, tao nghi lắm rồi á. Vậy hả? Đó, sếp nói vậy. Xong em mà: trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao với mặt em vậy mà em có bầu vậy? Em xuống mua hai que thử thai. Sáng hôm sau em thử, đánh răng rửa mặt xong quay đầu tiên nhìn: hả? Em hả? Em hết hồn luôn. Xong không, chắc không phải đâu. Ê, vô quay nha. Kia. Tôi ngồi đây bao nhiêu số rồi, tôi luôn nhận ra một cái điều mà nó nghịch lý, nó rất là bất thường nhưng mà tự nhiên nó trở nên hợp lý đối với các mẹ bầu là gì? Đi mua que thử thai là để làm gì? Để thử coi mình có thai hay không. Nhưng luôn luôn bất ngờ khi biết mình có thai. Ngơ ngác trước hai vạch. Vậy chứ cái lúc mà chị thử thai là chị làm sao? Là chị biết à, hoặc là có hoặc là không có. Nếu như có thì vô à, có rồi. Và chắc nữa thì thử lại. Thực ra thử lố thì cũng có chị trong đó nữa. Tại vì thực ra là em chưa có ý định có con. Em cũng chưa có ý định cưới. Chồng em á, lúc đó là không đủ trưởng thành để em có thể gửi gắm hay là có thể có gia đình như vậy. Xong á, em mới gọi FaceTime chồng em: anh ơi, bình tĩnh nha, coi nè. Đưa. Mà em khóc rồi nha, tại em sợ, chưa sẵn sàng á. Thì chồng em: đợi anh xíu nha, để anh gọi mẹ. Trời em hết hồn luôn chị. Mẹ kêu là cưới. Cưới đi. Thì gọi mẹ em: không, không, chưa cưới, sao cưới ra bội như vậy được, 3 năm rồi cưới. Lỡ rồi. Mẹ em hả? Có em bé ở giờ sao rồi? Thì mẹ em cũng rất là happy với cái chuyện đó. Trong 2 tháng là chuẩn bị, em ngỡ ngàng luôn, tại vì tiệc cưới hay bất cứ cái gì là mẹ chồng em là người lo hết. Đám cưới á là em ói quá trời ói luôn. Đám cưới mà đi mặt em trắng bệch. Nói chung là một cái đám cưới mà Trang nó không có mong muốn lắm, bởi vì nó đang trong cái giai đoạn mà mình cũng không được đẹp đẽ lắm, mà tinh thần nó cũng không được ổn lắm một nữa. Cái đám cưới mà Trang không làm gì ngoài bận ói. Rất bận, cô dâu rất bận, họ làm gì bận ói. Đứng trên sân khấu em vẫn chưa nghĩ em lấy chồng. Đó. Em vẫn chưa nghĩ. Mặc dù em đã có bầu mà vẫn chưa em nghĩ, vẫn chưa nghĩ lấy chồng. Mà 3 tháng đầu thai kỳ thì em bị sút 2 kg. Đến 3 tháng giữa thì không kiểm soát luôn. Không kiểm soát nổi, tại vì em ăn gấp đôi gấp ba người ta. Hai tô phở lần, hai tô phở bự chị bán phở. Ồ, ăn đứa vậy cha. Em ngại em không dám qua nữa. Mỗi lần qua là chị ăn đứa vậy. Tại vì một tô phở to mà. Mấy chị buôn bán á, thực ra người ta ăn dữ là mình thêm thu nhập á, cho nên mai mốt hãy nén điều đó lại trong lòng. Mất mối đó nha, mất mối đó. Không, không mất mối đâu chị, tại vì em giờ chồng cái em mua. Cái cơn thèm của bà bầu không có cắt được. Mà cái lúc mà bắt đầu giữa thai kỳ là em tăng 15 kg. Giữa thai kỳ là đã 15 kg rồi. Tăng 15 kg, bắt đầu em thành hết đồ của em. Chồng em: thôi thay người đi vợ. Em không có bị thả nữa. 3 tháng cuối thai kỳ em tăng 5 kg. Thì đúng là vào con hết rồi, vào con 2 kg rưỡi.
Còn lại thì bố em, bố mẹ. Vấn đề sức khỏe của bạn nó có ổn không? Không hiểu tại sao từ lúc mà có bầu nó yếu đi, giống như tự dưng té xỉu, đi mấy bước là phải ngồi xuống, tới gần khi đẻ luôn, taxi đi không được, đi xe hơi không được, phải đi xe Honda, tại vì đi nó xì cái là và bị say xe. Dạ. Không, thực sự cái sự xuống dốc về sức khỏe trong thai kỳ á, nó cũng được coi là một cái biểu đồ thường gọi là mang tính bình thường, bởi vì chúng ta nuôi dưỡng một sinh linh trong người mình và thật sự là nó rất là nhiều cái đảo lộn. Nãy giờ chị đợi chỉ để muốn xác thực một chuyện thôi, đó là trước cái đám cưới á, là em đã rất là chần chừ, chồng mình còn trẻ con quá. Thế thì sau khi cưới thì mình chứng thực cái điều đó làm sao, đặc biệt là trong thai kỳ? Chồng em đồng ý. Chồng em là một người tuyệt vời. Đó chứ chị. Em không ngờ điều đó điều đó xảy ra. Tại vì chồng em lúc trước là ham chơi. Tới lúc mà có bầu rồi cưới rồi không đi đâu hết, đi làm về nhà. Đến tận bây giờ luôn là không bao giờ anh thèm này anh thèm kia đâu cho anh ăn đi. Cái số là em nấu cơm á, đếm trên đầu ngón tay. Chỉ đi làm về nhà, vợ ơi ăn gì anh mua, vợ ơi bất kể ngày nào đêm hay như nào cũng thế, ăn gì anh mua. Anh thèm này hả, anh mua nha. Hay là biết em thích ăn cua ăn ghẹ ăn hải sản á, đi làm về anh mua cho em nè. Mẹ chồng em thì mới làm về thì con mua cho mẹ nè, chứ mày mua cho vợ mày, chứ mày mua gì cho tao, tao có thích ăn đâu. Quý vị khán giả nghe cho vui thôi nha, chứ các bạn nữ cũng đừng có tim trong đầu. Ơi chị Hà Trang nói đó, lúc trước là trẻ con mà cưới về anh ấy sẽ khác, rồi bắt đầu đâm đầu, rồi bắt đầu chọn lựa, và sau đó ủa đâu có đâu, làm chơi nhiều hơn chứ khác. Thì chỉ là trường hợp chị Hà Trang, tùy cơ địa thôi mọi người ơi. Cơ địa của chồng chị Trang thì khác, tùy phong thủy. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi thế thì cái ngày đi sinh nó có êm đẹp không? Đến ngày dự sinh rồi á, em vẫn nấu cơm ăn uống bình thường. Hôm sau đi khám, bác sĩ kêu là ở nhà có ai không, bây giờ nở một phân rồi vô bệnh viện nha. Nhập viện nha. Khám cái nở một phân. Nhập viện. Làm thủ tục nhập viện đong đưa chán chê rồi một đêm không nở một tí nào luôn. Xong hỏi thăm bác sĩ của em kêu là chiều nay 3 giờ sẽ sanh, sẽ trích dục sanh. Em cũng có đinh ninh là ok, 3 giờ dự sanh thì mình sẽ sanh thường. Em nghĩ vậy nha. Xong 3 giờ hôm sau, không sinh à? Bác sĩ kêu là thôi để đến mai coi sao. Xong ok, mai. Thế đi sinh mà giống đi làm neo ha. Làm được thôi. Nhưng mà trong cái quá trình đó là mình có bị đau bụng không? Không, chị không gì. Có một cái gì luôn. Cách đó mấy ngày trước á là đêm á tự dưng gò. Cứng bụng không? Hai vợ chồng chết rồi, đi vô. Cầm vali đồ này kia vô, ghi giấy hết tất cả các thứ rồi xong. Ủa chị ơi, em thấy nó hết gò rồi. Ủa rồi có xanh không? Xong rồi hết đau rồi. Hết đau rồi giờ sao rồi? Thì lúc mà đêm mà ở bệnh viện á, một đêm kinh hoàng với em, hoặc cả chồng em nữa. Tại vì bệnh viện nó thì bị quá tải nên phải nằm phòng hai giường. Cái chồng của chị kia, chồng em đã ngáy rồi nha, chồng chị kia. Em phải khóc. Cái lúc mà em bị ức chế quá tại em ngủ không được, em khóc. Mà có cái đèn, hai đèn này, đèn ở giường ông kia, giường bên này của em, ông cứ bật đèn giường em, ông bật đèn của hai vợ chồng ông. Tại sao? Ông ngủ mà ông muốn sáng. Mơ à? Mà ông ngáy mà một cách khủng khiếp chị. Em chưa bao giờ em thấy ai mà ngáy kinh khủng như vậy. Nói chung là buổi sáng hôm đó thì hai vợ chồng vẫn cứ dậy sớm rồi đi ăn phở, hủ tiếu, uống cà phê, ngồi ở ngoài mấy ban công á. Đến 12 giờ tự dưng em thấy chìm xuống. Mắt em hoa đi, bác sĩ lên. Tim thay mất. Lúc có lúc mất. Bác sĩ kêu thở máy. Bắt đầu nước mắt em ròng ròng rồi. Bác sĩ nói với em là bây giờ phải mổ cấp cứu. Mà em coi rất là nhiều cái những cái clip mà mẹ giống như là mẹ thức sanh không kịp, con bị vỡ nước ối, con bị này bị kia ngộp á. Thì lúc em rất là hoang mang, chồng em sợ, rất là sợ luôn. Chưa bao giờ em thấy chồng em sợ như thế. Mà nói tay run run rồi này, run xong kêu là thôi bây giờ bác sĩ làm những điều tốt nhất cho vợ con. Lúc mà em đưa điện thoại cho chị em với cả chồng em á, thì thấy tin nhắn chồng em: vợ ơi cố lên nhé, sanh xong anh cho 100 triệu đi shopping.
tỉnh liền. Không, lúc đó là thực sự em mê tiền. Em rất là mê tiền. Tôi tưởng đâu bạn sẽ có một cái câu đó rất triết lý. Và không, thực sự em là người mạnh mẽ. Không, em mê tiền. Em mê tiền lắm chị. Chồng em biết mà, cứ cho tiền là hèn chi, cho nên ông mới nhắn câu đó. Lôi thì sợ hơn là tiền. Thì em vẫn cứ đặt tay vào bụng em á. Con này cố lên. Nói chuyện với con đúng không? Con này cố lên, không được bỏ cuộc. Lúc mà em cũng nói câu đó mà em nước mắt em ròng nha. Mà chồng em nghĩ là em sợ mổ, sợ đau, em khóc. Nhưng mà chắc đến bây giờ chồng em mới biết là em sợ. Em quyết định không giải oan cho bản thân luôn. Em để điều đó tới bây giờ luôn. Nó nhanh kinh khủng. Em chưa kịp cảm nhận gì hết đó là con em đã ra kia rồi. Con môi đỏ nha. Bé gái 32-50 môi đỏ giống mẹ nha. Chăm đồ em xin đi. Không có, con mua con đánh son đó. Nhưng mà em không dám nói. Bây giờ cho áp ra mẹ nha. Vừa đặt lên cái nó khóc. Nó khóc mà nó... Trời em hết hồn không chị. Tự em chưa có định hình được là ủa tại sao mấy clip kia nó cười, nó yêu âu với mẹ nó, là sao mình đến con mình nó lại vậy. Tại vì không biết em trong suy nghĩ của ủa sao kỳ vậy. Lúc đó trong đầu bà Trang vậy nè, ủa phải không, phải ủa, nó không, ủa từ từ phải con mình không, xong coi ra ủa có một mình nha. Phòng mổ có một mình em mẹ bầu, bảo sao đó phải không, phải đứa nào. Tại vì lúc mà em vẫn còn hoang mang, vẫn sợ. Xong nín đi. Em nín. Tự dưng em đặt tay lên người bé thì bé nín. Và phòng hồi sức 4 tiếng. Trời ơi, nó trẻ nhất cuộc đời em, cận mà chị đâu tới đồng hồ đâu. Thì về phòng á. Ủa? Con em đâu? Ủa? Em cứ ủa, tôi bảo là ủa sao? Mà xấu lắm chị. Bây giờ mới cảm nhận con hả? Không, bé cảm nhận rồi, nhưng mà lúc đó em hoa mắt. Nhưng mà lúc mà về là bé nó đặt ở trong cái xe đẩy đi vô á. Trong suy nghĩ của em, ủa sao mấy cái bé mà trong clip này kia, ủa nó bụ bẫm, nó cưng, ủa sao con mình, ủa sao xấu vậy? Mẹ em kêu chứ, mày thịt luôn, chát ghê. Nói vậy đó. Đêm hôm đó nữa, vẫn cái anh đó chăm mấy con. Vẫn cái anh ngay đấy. Vâng. Thì vẫn chưa được đổi phòng luôn. Ôi nhân vật truyền kỳ. Đêm hôm đó em khóc. Mà em khóc dữ dội luôn. Tại vì chị biết vết mổ đau. Cặp con mình ngủ mà ngáy là con mình khóc. Con mình khóc tét rồi. Đêm em gào lên, em kêu là chịu không nổi nữa rồi. Giờ không đổi phòng đi, về không nói hết trơn á. Đừng có nói ra nói vô rồi. Xong qua phòng bên cạnh là có chị kia vừa về xong qua đó. Trời ơi, thiên đường. Đỡ hơn hẳn. Không có bật điện sáng cho mình, không ngáy. Mà nói chung dễ thương lắm. Cảm giác giống như là trời ơi mình sống lại. Mình được chết đi sống lại. Trời ơi, nó khủng khiếp lắm chị. Ôi, trước đây chúng ta có những cái hành trình đi sanh mà chỉ đau khổ vì con, vì chồng, vì mẹ, vì bác sĩ. Bây giờ có thêm cả cái người đi sanh cùng nữa đúng quý vị. Khi mà mình bầu bì nè, rồi mình sanh em bé nè, rồi cái chuyện sinh hoạt vợ chồng nó có đều đặn không? Chồng em á, không ạ, không được, nhất quyết không được nha. Giống như là nghe mọi người nói là nếu mà hai vợ chồng mà quan hệ lúc mà có bầu á, ảnh hưởng à, không ảnh hưởng mà chị mà trên đầu dính cứt trầu. Cứt trầu đúng rồi. Chưa có chứng thực nào về mặt y học để nói rằng là trong cái thời kỳ mà phụ nữ mang thai mà chúng ta duy trì cái chuyện là quan hệ tình dục vợ chồng và sau đó thì ra trên đầu bé nó có một cái mảng bợn đen đen mà từ dân gian gọi là cứt trầu. Không có. Vậy thì cái mảng bợn đen trên đầu của bé nó là cái gì? Có thể là nó do rất là nhiều những cái nguyên nhân. Có thể là do cái gọi là da, gọi là cơ địa da của từng bé. Rồi thậm chí là có những cái gọi là có những cái sự tổng hợp các cái chất mà nó hình thành cái mảng đó. Các kiểu. Nhưng mà về mặt y khoa thì người ta vẫn khuyến cáo rằng là chúng ta cũng nên vệ sinh cho con đó, chứ cũng không phải là phải để nguyên một dề giống như ngày xưa. Chị nhớ là ở quê chị ngày xưa là cứ để nguyên một lớp dày lên, bởi vì mọi người sợ là ảnh hưởng tới thần kinh, tới da đầu. Nhưng mà thực sự thì những cái khuyến cáo về chăm sóc trẻ nhỏ nó cũng không có ủng hộ cái điều này. Còn cái câu chuyện mà có phải là trong quan hệ tình dục, trong thai kỳ mà nó tạo ra cái đó hay không, thì tôi nói thiệt chí ít là hai đứa bé nhà tôi là tôi thấy không rồi đó. Rồi, như vậy là tôi cũng biết là cũng hoạt động liên tục rồi. Thôi biết vậy là được rồi, quay trở lại đi rồi. Người em cũng tin luôn. Thì thực ra là từ lúc mà có bầu đến tận sau này sanh á, em cũng không có nhu cầu. Tự dưng vậy thôi, giống như chồng em mà sắp ra tuần em cái là ra đi, mệt quá. Từ lúc mà em biết em có bầu đến tận sau này sanh xong,
Nhưng mà nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái tình cảm của hai đứa không? Đúng rồi, có ảnh hưởng tới tình cảm của... Có khi nào em gợn lên một cái niềm lo lắng, có sợ không? Tại vì là em có niềm tin với chồng em là tuyệt đối. Và chồng em cũng không bao giờ nhắn tin thả thính con nào ấy. Không bao giờ. Như vậy là chồng em nhịn giỏi đó. Nhịn giỏi và chăm con có giỏi không? Appetito, siro ăn ngon, ba tác động, từ tháo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Những tháng đầu thai kỳ em chỉ muốn bỏ chồng thôi chị. Sao vậy? Mà đầu tiên thì chồng em không phải con của anh vậy đó. Kiểu hà hứng lắm, kiểu sợ bế chị. Kêu chồng bế đi. Thôi, nhỏ xíu rồi vợ. Không bế được đâu, nó nhỏ xíu à. Em gắt lên cái chứ. Ủa con anh mà anh làm gì? Sau đó mẹ em về, bắt đầu cuộc sống đảo lộn. Hai vợ chồng phải tự coi con rồi tự tắm rửa này kia. Chồng thì lắm ngắm không có biết là mình phải phụ như thế nào hay như thế nào đó. Bữa đó đi làm về mệt á, thì em kêu là coi con cho em đi tắm. Tắm xong em nói chuyện với bạn đó, thì nó cũng lo. Tại vì bạn em ở bên Mỹ á, thì nó ngược giờ với cả Việt Nam. Nên em nói chuyện cũng lâu, thì chồng em vô, chồng em kêu thôi coi nó đi, anh còn đi tắm rồi này kia nữa. Trời ơi, có việc ở nhà chăm con thôi mà không xong. Em bùng nó. Em khóc nha. Em đòi ly hôn. Em kêu là bây giờ anh ở nhà anh chăm con một tuần, anh làm tất cả những việc của em một tuần. Nếu mà anh chăm được như em, anh làm được như em á, anh không than một tiếng. Anh nói gì em cũng nghe. Anh làm đi. Anh qua bên tòa án anh lấy đơn đi, em về em ký. Em không muốn ở đây nữa. Chồng đi xuống, nói với mẹ. Nó biết lắm, thể nào cũng đi mét bảo quản gia. Rồi sao? Mẹ em muốn phũ phàng lắm. Tao không biết chuyện cho mày, kệ cho mày, tao quan tâm. Đúng rồi đó, đó. Xứng danh chùm cuối liền. Sao phải xử như vậy chứ. Mày làm gì mày làm, chùm hai đứa mày làm gì làm, tao không quan tâm. Chính xác rồi các bạn, mà các bà nội bà ngoại luôn, hãy nghe lời của em đi, hãy nghe lời của cháu, tụi nó lớn rồi. Không bao giờ mà hả, giống như mẹ chồng em là không bao giờ mà bênh con trai. Chuyện gì xảy ra bênh con dâu trước. Em khóc em xuống, mày nhắn tin cho nó, mày kêu nó là cầm giấy về đây mày ký. Tao thách nó dám ký, tao đố nó dám ký. Tại vì biết đó là chồng em nói vậy thôi nhưng không dám làm. Nên là mày nói nó đi. Xong bắt đầu về, mưa quá, đâu đi đâu được nữa. Mưa. Nhờ cơn mưa. Địa lợi. Thiên thời địa lợi. Nhân cũng hòa nữa. Đảo ra đảo vô em. Mét mẹ hả? Mét mẹ hả? Trời ơi, con nít. Thầy đít chồng em cái em đá mông á. Mét mẹ hả? Chỗ thích mét mẹ không? Chồng em túm, hai vợ chồng ôm nhau về. Đơn giản. Không phải đâu, thực sự thì chị có muốn giải oan cho chồng em và một số các ông chồng khác. Sinh một đứa trẻ, cái chúng ta được gọi là ba và là mẹ. Nhưng mà điều đó nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta có kỹ năng làm cha mẹ. Cho nên là ví dụ như em là cái người mang bầu, thực sự thì nó đã hình thành như một dạng bản năng để em có thể tự giác em ôm đứa trẻ mà em cảm thấy không có ngượng tay, em chăm được. Nhưng mà nam giới họ không có mang bầu, đó là một cái thiệt thòi của mấy ảnh đó. Và từ đó nó dẫn đến một cái hội chứng sợ trẻ con, hội chứng sợ chăm con là có thật ở các ông bố. Cho nên là cái việc mà họ thờ ơ hoặc là họ không biết làm gì hoặc họ lóng ngóng á, một là có thể từ ngày thanh xuân là đã ở không rồi, cái thứ hai đó là chưa được rèn nên người ta không thể làm. Và lúc này thì cái phản ứng của em nó không sai, nhưng mà trên cái ông chồng như vậy đó thì rõ ràng là ảnh cũng tội nghiệp. Cái hụt hặc ở đây nó nằm ở chỗ nếu như 2 tháng đầu chúng ta đã không ỷ lại vào bà ngoại. Chúng ta lôi kéo ảnh vào cuộc, bà ngoại là cái người train cho ảnh, là cái người gọi là đào tạo ảnh. Mẹ sẽ về quê nha, đây là chuyện con làm nha. Thì có thể câu chuyện nó đã khác đi. Bây giờ thì sao nè, bây giờ thì anh chồng đã lớn chưa? Trời ơi, đàn ông lắm giỏi chị. Chưa? Đàn ông lắm, em đi đâu làm gì em để con đó. Em chỉ cần chuẩn bị đồ ăn thôi để con đó. Tắm rửa hết bất cả cái gì, chấm lo được hết. Đó, như vậy là tốt rồi. Đó, thấy chưa. Mình có một cái lời nhắn gửi gì đó dành cho chồng mình hoặc là mẹ chồng. Thật ra là Lan thấy nha, trong cái câu chuyện này Lan rất là thích mẹ chồng. Đúng rồi. Trời ơi, bà nội quá tuyệt vời, quá xuất sắc, quá tâm lý luôn. Có một lời em muốn gửi đến mẹ chồng em. Là con biết là mẹ
thích ăn những cái món mà nó làm tăng đường. Nhưng mà mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ ăn như vậy á là đường tăng lên, sức khỏe của mẹ đi xuống rất là nhanh. Nên em chỉ muốn mẹ suy nghĩ một chút xíu, suy nghĩ cho chính mẹ, chính bản thân mẹ. Không cần suy nghĩ cho tụi con, mà chỉ cần mẹ suy nghĩ là mẹ phải sống, sống vui, sống khỏe với các con, các cháu. Em chỉ cần như vậy thôi. Trời ơi, đường không luôn, ta nói nó ngọt ngào dễ sợ. Rồi, bà nội ơi, bà nội mà nghe những lời nhắn gửi này thì bà nội cũng phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của mình để mà lúc nào cũng có sức khỏe để chơi với lại cháu nội nha. Và bây giờ thì Ngọc Lan xin được cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình cũng như là chia sẻ cái câu chuyện của bạn dành cho chương trình. Chương trình cũng có vài phần quà dành tặng cho bạn. Phần quà dành cho bạn là bộ sản phẩm Appetito Bimbi Siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu thuộc nhóm Phyto Bimbi nhập khẩu từ Ý. Sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho trẻ biếng ăn. Còn trẻ không biếng ăn thì có thể dùng hàng ngày để bổ sung vitamin từ thực vật cho bé khỏe mạnh. Còn đây là sản phẩm dành cho mẹ, bộ son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản, có rất là nhiều màu sắc để cho bạn thay đổi mỗi ngày. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình ạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và các bạn cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và dĩ nhiên là chương trình cũng luôn có trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin lớp TV quý vị nhé. Chat với mẹ bỉm sữa cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Appetito Bimbi Siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu. Sản phẩm có thể giúp cho bé ăn ngon, tăng cường tiêu hóa cũng như là hấp thụ dưỡng chất từ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Là em ngán từ lúc mà em biết cho tới lúc em sinh con ra. Trời đất ơi. Con em hình như nó cũng không ổn. Thường là người ta siêu âm định kỳ, còn em hầu như là một tuần đi một lần ấy. Người ta bảo là siêu âm nhiều là không tốt cho bé, nhưng mà em bắt buộc phải đi làm được đâu tầm 2 tháng ấy, thì nó bị ra huyết đen. 10 ngày trước là mình bị tai nạn, xe máy nó đâm thẳng vô bụng luôn. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần.